Da kề da có thể giảm sốt cho bé hay không? Nhiều mẹ cho rằng da kề da sẽ giúp trẻ hạ sốt. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy. Khi bé bị sốt, được da kề da với mẹ, thì hormone tình yêu của người mẹ sẽ giúp bé dễ chịu hơn. Phương pháp mẹ ấp con da chạm da được WHO đặc biệt khuyến khích cho tất cả trẻ sơ sinh, kể cả trẻ sinh đủ tháng và khỏe mạnh. Hiện tại, phương pháp này đã được áp dụng phổ biến trên thế giới cũng như tại một số bệnh viện ở Việt Nam. Da chạm da đơn giản giống như tên gọi của nó, đó là cho da của người mẹ tiếp xúc với da của con mình ngay sau khi bé chào đời, bằng cách người mẹ ôm trẻ, không mặc quần áo trên ngực hoặc trên bụng trần của mình. Biện pháp này được đánh giá là tốt cho cả mẹ và bé. Theo một tài liệu về chăm sóc trẻ sơ sinh của Bộ Y tế, phương pháp da kề da này có rất nhiều tác dụng. Với em bé, giúp bé ít đối mặt với nguy cơ bị hạ thân nhiệt hơn, trẻ thở tốt hơn và ít gặp những cơn ngừng thở, tim đập tốt hơn, ít các cơn nhịp đập chậm, giúp trẻ phát triển toàn diện hơn. Đối với bà mẹ, do không bị cách ly với con nên da kề da sẽ tăng cường được mối tương tác giữa mẹ và con, có thể nuôi con bằng sữa mẹ sớm và kéo dài, tăng tự tin, tăng khả năng chăm sóc con cũng như giảm lo lắng và sợ hãi. Da chạm da sẽ giải phóng một lượng lớn hormone tình yêu. Khi da chạm da với con sau khi sinh, mỗi người mẹ chạm hay vuốt ve bé sẽ kích thích cơ thể mẹ giải phóng oxytocin, hormone tình yêu trong cơ thể mẹ, từ đó giúp bé dễ chịu hơn. Người mẹ cũng cảm thấy hạnh phúc và thư giãn hơn, mối dây liên kết giữa mẹ và bé sẽ càng thêm bền chặt. Oxytocin là một hormone nữ. Với phụ nữ sau sinh, oxytocin có tác dụng kích thích quá trình tiết sữa. Tức là về mặt lý thuyết, nếu mẹ da tiếp da với bé càng sớm thì sữa càng về nhanh và nhiều. Ngoài ra, oxytocin có tác dụng trực tiếp lên não và hỗ trợ sự gắn kết cũng như tạo ra cảm giác an toàn giữa mẹ và con. Da tiếp da là cách tự nhiên để mẹ gắn kết với bé, nhất là những bé dễ tổn thương và cần sự chăm sóc của mẹ để duy trì sự sống và phát triển. Tiếp xúc da tiếp da với đứa con của mình chắc chắn sẽ khiến các ông bố bà mẹ cảm thấy tự tin hơn với thiên chức mới. Da kề da không giúp hạ sốt. Da tiếp da giữa mẹ và con không nên xem là cách điều trị thay thế cho những biện pháp được khuyến nghị bởi các cơ quan chăm sóc sức khỏe chính thống. Nhưng nó nên được dùng với mục đích hỗ trợ biện pháp điều trị và đảm bảo trạng thái yên ổn, an toàn, dễ chịu của trẻ trong khoảng thời gian trẻ bị ốm. Khi trẻ bị sốt, đặc biệt là sốt trên 38 độ C, có thể là triệu chứng của một căn bệnh nguy hiểm nào đó và bạn cần đưa trẻ đi khám và tuân theo hướng dẫn của bác sĩ.